Hello anh em nhá, chào anh em đến với video tiếp theo của mình em ơi. Nay mình lại lên video về con game thiên đường trò chơi anh em ạ. Thì mình trước khi vào video thì mình sẽ phổ biến qua cho nhà mình về cái gọi là sự kiện của cổng game thiên đường trò chơi về dạng 30 tháng 4 đây em nhá. Rồi anh em nghe qua gọi là nghe rõ qua cái gọi là sự kiện của cổng game thiên đường trò chơi về event 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhá. Hiện tại con game này thì đang có gọi là Hiện tại con game này thì đang có event mừng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Anh em có lịch sử nạp hoặc rút ở cổng game là được nhận code từ 59k đến 79k và 99k anh em nhé. Anh em nên gõ là Big Event trên đường trò chơi là ra event diễn ra trong 4 ngày. Từ ngày 28 bắt đầu từ ngày 28 rồi và hết ngày mùng 1 là hết sự kiện anh em nhé. Ôi chưa anh em. Rồi, vào thẳng vấn đề chính đi. Hôm nay mình nạp chút tiền vào để gọi là chốt lãi chốt lời cho anh em nhà mình đối với cái thế cầu bàn tài xỉu MD5 này đúng không? 321 321. Đối với cái bàn tài xỉu MD5 này thì cầu này sẽ là chạy là 321 thì chắc chắn rồi. Thì tay này mình sẽ vào nhỏ nhẹ anh em ạ. Tay này chắc chắn rồi, mình sẽ vào nhỏ nhẹ. Tay đầu tiên 3 triệu anh em nhá. Cùng mình nạp nào anh em ơi. Anh em cùng mình nạp với mình nào thì có anh em đặt ra cho mình là cách đánh là một nick đánh tài, một nick đánh xỉu được không anh? Thì chắc chắn là không rồi. Thì khác gì là anh em kiểu dạng là mấy anh em bào lộc bào cốt hay đánh kiểu thế thôi. Còn anh em mà muốn chốt lời chốt lãi như vậy thì muốn anh em mà muốn chốt lời chốt lãi nhờ cách đánh một nick đánh tài, một nick đánh xỉu thì khác gì là giờ mình đánh cửa này bên này lại thắng bên này lại thua mà đánh đều tiền nhau thì chỉ mất phí thôi anh em ạ. Mà còn mấy anh em suy nghĩ là bào lộc từ con game sự kiện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 như này thì mình nghĩ là sẽ bị gian lận và khóa tài khoản anh em nhé. Đấy anh em thông cả, gọi là anh em cân đối qua cách đánh mỗi nick đánh một nick đánh tài và một nick đánh xỉu anh em nhé. Ôi chưa, thì quả này mình sẽ bắt 321 321 tách. Đấy thì quả này mình cho lên con tài là 3M850 anh em nhá. 3M850K anh em ạ. Đấy làm nhẹ nhàng vui vẻ thôi anh em, làm nhẹ nhàng vui vẻ quân tài. Thì cầu con này thì mình anh em có thể thấy đấy, cầu khá là đẹp đối với cái đường gọi là đường cầu như này. 321 xong là ra con xỉu 5 mà nhiều anh em nghĩ quả này nằm xỉu nhưng mà đối với mình thì một thằng gọi là soi cầu, soi kèo. Một thằng soi cầu soi kèo cho em nhà mình chắc chắn rồi, cứ phải theo cầu. Khuyên anh thật anh em nhà mình là cứ phải theo cầu thì mới thắng được. Rồi má quả này thì một chút gì đấy gọi là sơ suất xảy ra xỉu 5 và đã chui lên con xỉu 7. Thì cầu 321 này thì gọi là một cái dạng cầu gọi là dạng cầu xu hướng anh em nhá. Đấy cầu này 321 thì gọi là cầu này gọi là cầu dạng xu hướng anh em ơi. Rồi đối với cái thế cầu như này thì nhiều anh em sẽ bắt là lên là 1 2 3 liền hoặc là có thể lên hoặc là bắt 22. Đối với mình như cái thế cầu này thì mình sẽ cho lên là cầu bệt ngắn anh em nhé. Quả này mình phang 5M luôn anh em ạ. Quả này mình phang 5M con xỉu anh em ơi. Đấy, liều thì ăn nhiều. Đấy, muốn liều thì ăn nhiều anh em nhé. Ok chưa anh em? Mẹ cầu này thì chạy đâu được đúng không? Cầu này thì chạy đi đâu được. Cầu xỉu anh em ạ. Thì mình quyết tâm bắt cầu theo xu hướng là 1, 2, 3 hoặc là lên gọi là cầu biệt ngắn. Nếu mà trong đường cầu này có 5 con xỉu thì mình khá là rực rỡ và mừng rỡ anh em ơi. Ia cờ hốc anh em ơi, ia cờ hốc chứ còn gì nữa. Tiếp tục là con xỉu 5 này. Đấy. Tiếp tục lại là con xỉu 5. 7 5 7 5 đúng không anh em ơi? Anh em xem này. Anh em xem này, 5 7 5 7 5. Ôi chứ anh em ơi, 5 7 5. 575 cầu này đi, đang đi là 3121 và 123 nhìn cũng khá là đẹp đúng không? Cầu này nhìn khá là ok đấy. Thì tiếp tục anh em nhé. Tiếp tục này, mình vẫn nói với anh em nhà mình rồi từ đầu rồi đấy là mình vẫn vào con xỉu bắt cầu Việt ngắn. Tiếng này mình sẽ vào là 4 triệu anh em nhé. Còn này mình sẽ vào là 4.750k con xỉu anh em ạ. Ôi chưa, 4.750k con xỉu. Vẫn tiếp tục hút con xỉu thôi anh em ạ. Đấy, chốt lời chốt lãi nhờ những cái cầu đẹp như này chứ đúng không. Làm sao mà phải gọi là nhức đầu nhức óc đi đánh những cầu khó anh em ạ. Mình khuyên thật với anh em nhà mình là khi anh em mình đánh tài xỉu ấy thì anh em nên chọn một cái phương pháp mà chọn phương pháp bắt cầu dễ nhất. Và thứ hai là chọn cái gọi là cầu dễ đánh nhất anh em nhá. Rồi, mẹ nặn đôi một thì chẳng chả bú chứ còn gì nữa đúng không anh em. Mẹ
nặn đôi một như này mà gọi là san ra được, gọi là nặn hai một mà ra được con xúc sắc chín thì chắc chắn rồi, đấy là một con game fake của cổng game Thiên Đường trò chơi anh em nhé. Đấy, link tải game mình đã đặt dưới phần bình luận cho anh em nhà mình đấy, nên là anh em nhớ nhấp vào link để gọi là tải game cho đúng game, tránh giả mạo anh em ạ. Con xỉu này thì 5 7 7 5 5, nãy là 5 lên 8 đúng không, 5 lên 8, cầu này mà đang là ba con xỉu lẻ mà lên được một con 8 như này thì chắc chắn rồi, đối với cái thế cầu và đường cầu như này mình sẽ bắt theo cầu xu hướng là biệt dài luôn anh em ạ. Đấy, biệt dài luôn nhá. Quả này mình vào là 3 triệu đi, 4 triệu 3 đi anh em, 4 triệu 3 đi nhỉ, đúng không, quả này mình vào 4 triệu 3 đi, kết mà. Đấy, kết thì tội gì không vang đúng không anh em ơi, kết thì tội gì không vang. Còn 900 lẻ anh em ạ. Đấy, còn 900 lẻ chắc là dí nốt thôi anh em. Ôi chưa, cùng mình lại tiếng xỉu này nè, 54 ra một chứ còn gì nữa đúng không, quá là hồi hộp anh em ạ. Đối với cái cầu bệt như này thì lại quả 54 quá là hồi hộp luôn đúng không, mẹ căng thẳng đấy đúng không anh em. Đối với cầu này căng thẳng này thôi thì mình sẽ làm nhẹ nhàng tiếng tiếng xỉu đấy anh em nhá. 3 triệu thôi nhá, 3 triệu 200. Ôi chưa, 3 triệu 200. Đấy, mấy nghìn lẻ thì không nói anh em ạ. Ôi chưa, mấy nghìn lẻ thì không nói, cố gọi là làm mã 3 triệu 200 linh mấy nghìn đấy. Đấy, ôi chưa, thì quả này mình sẽ vẫn tiếp tục theo xỉu thôi anh em ạ. Đấy, vào 4M rồi, tiếp tục là vào 4M đi đúng không, đang thắng thì mình cứ đi đều tiền anh em ạ. Gọi là gặp cầu đẹp thì anh em không nên bẻ, mà gặp cầu bệt thì anh em nên theo, mà gặp cầu 1-1 nói chung là cứ gặp cầu là anh em theo giúp mình, mà gặp cầu xấu hoặc là cầu tốt bẻ thì anh em bẻ, còn không bẻ được thì anh em nên, anh em là nên là không đánh. Ôi chưa, anh em nên không đánh này, cùng mình nặng xỉu nào, còn vài giây nữa thôi anh em ạ, còn vài giây nữa thôi là biết kết quả xỉu hay tài anh em mà đúng không nào. Ôi giời ơi, nặng quả xỉu nặng bắt đôi 6 như này thì sống sao được đúng không anh em. Rồi thì xin phép anh em nhà mình là nhà toán học, xin phép anh em nhà mình là nay mình là 20 củ đánh lên được 29 củ, và mình xin phép anh em nhà mình là mình dừng video tại đây với con game Thiên Đường trò chơi anh em nhé. Thì anh em nghe qua phổ biến gọi là cái gọi là sự kiện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của cổng game chúng mình này. Hiện tại con game Thiên Đường trò chơi đang có event mừng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 anh em ạ. Đấy. Và chỉ cần em có lịch sử nạp rút hoặc rút ở trên cổng game là nhận được code 59K 79K 99K anh em nhé. Anh em lên Facebook gọi là Big Event Thiên Đường trò chơi là ra, event diễn ra trong vòng 4 ngày từ ngày 28 tới ngày mùng 1, gọi là sự kiện gọi là bùng nổ của cổng game Thiên Đường trò chơi, nó lại đầu tư quá là nhiều cho anh em nhà mình luôn, nên là anh em củng cố và chơi game giúp mình em nhé. Rồi xin phép anh em nhà mình là dừng video tại đây nha, chúc anh em thành công với con game Thiên Đường trò chơi, bye bye anh em.